Em xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mọi người quan sát ra các cặp nhung hiêu một chút nha. Nếu như mà ai quan tâm đến nhung hiêu ấy thì mọi người chắc cũng quan tâm đến huyết nhung. Và đây mọi người xem hai cái bản hiêu em vừa quay đây, bản vừa rồi thì nó cũng tương đương với lại cặp nhung mà người ta gọi là huyết nhung. Và cái bản này thì thường nếu như mà trong sách ấy thì người ta bảo là huyết nhung là những cái cặp chưa phân nhánh, tức là như bản này này đang bắt đầu chớm phân nhánh như này. Nếu như mà thu hoạch ở những thời điểm này thì có ai cho thu hoạch không ạ mọi người? Gần như không thể thu hoạch được bởi vì nó quá non. Nếu như những cái con mà chưa phân nhánh như này mà bảo là thu hoạch thời điểm này thì không thể nào đúng mọi người. Bởi vì nếu như mà mình thu hoạch vào thời điểm này ấy thì rất là có hại cho con hiêu. Và nếu như mà thu hoạch vào thời điểm này thì em nghĩ là có khả năng nó sẽ chột nhung luôn đấy mọi người ạ. Bởi vì thứ nhất là mình thu hoạch quá sớm như này ấy thì khi mình cắt thì nó sẽ rất khó cầm máu. Và thứ hai nữa là cái gần như cái nhung nó còn mềm nguyên ấy, mà mềm nguyên như thế kia thì khi mình cắt xong lần này ấy, sợ lần sau nó sẽ khó có thể lên được lại mọi người ạ, tức là nó bị nhung nó bị chột đấy. Chứ còn thực tế nó chỉ là như cái con em quay đầu tiên ấy và cái cặp nhung này, những cái cặp nhung nó đang còn rất là non. Nó đang còn rất là non. Và mọi người có thể đoán được là chắc chắn là thời điểm mà cắt các cặp nhung này thì nó sẽ dưới gần như là dưới 40 ngày. Đấy, nó dưới 40 ngày mọi người nhé. Nhưng mà liệu trên thị trường bây giờ ấy và những người nuôi hiêu nai bây giờ thì có ai cho mọi người cắt cắt những cái cặp như này không? Đấy là một câu hỏi mà em nghĩ là chắc là mọi người cũng muốn biết, bởi vì là một số vị khách hỏi là cần những cái cặp nhung hiêu non hay là còn gọi là huyết nhung. Nhưng mà thực ra người ta có hiểu được là huyết nhung là như thế nào đâu. Thì hôm nay em chia sẻ một chút là cái huyết nhung là cái những cái nhung hiêu non, nó chỉ thu hoạch tầm khoảng muộn nhất là 37 ngày đổ lại. Và những cái cặp nhung đấy mà thu hoạch tầm khoảng đấy thì chỉ có những ai đặt hàng, tức là những ai đặt trước thì người ta mới có thể là cho thu hoạch. Và chắc chắn là nếu như mà bạn đặt trước ngày cắt như này thì chắc chắn bạn phải trả một cái giá, nó chắc chắn nó phải cao hơn nhiều so với cặp nhung là cắt đủ ngày mọi người nhá. Bởi vì như trong chăn nuôi thì chắc mọi người cũng có thể hình dung, kể cả không chăn nuôi mọi người cũng hình dung được là sản lượng của một cái cặp nhung hiêu một năm ấy thì người ta thường tính theo cái mức là cái cặp nhung đấy sẽ được thu hoạch vào ngày thứ tầm khoảng 45 đến 50 ngày. Thì trong cái khoảng thời gian này mà thu hoạch thì trọng lượng nhung của người ta ví dụ như 8 lạng chẳng hạn. Nhưng mà mình muốn cắt sớm, mình muốn cắt non thì nó có thể là chỉ mới được 6 lạng thì mình phải trả tiền bằng cái 8 lạng thì người ta mới có thể cho mình thu hoạch đúng không ạ? Để có một cái cặp nhung no chất lượng thì không hẳn là người ta chỉ cho ăn cỏ lá mà người ta còn phải bổ sung củ quả. Bổ sung củ quả giống như củ cà rốt này, khoai này, sắn này, ngũ cốc. Giống như kiểu lạc đỗ và tinh bột, cám ngô, ngô, gạo, gạo lứt. Đấy, tất cả những cái đấy, và những cái đấy đều nếu như mà tính ra mình mà mua ấy thì chi phí nó cũng đâu phải là rẻ đúng mọi người. Cho nên là nếu như bình thường mà để mà nuôi hiêu mà thu hoạch nhung để có một cặp nhung nó chất lượng thì chắc chắn là cả một năm đấy mình phải đầu tư cho các bạn hiêu ăn uống, nó không đơn giản, nó không rẻ như mọi người hình dung đâu. Là hôm nay có vị khách đầu năm, vị khách đến mở hàng và em sẽ có cái thời gian để có thể quay chi tiết hơn, cho chi tiết hơn công đoạn sơ chế và thái lát nhung hiêu. Và em muốn chia sẻ một điều nữa, đấy là mỗi cặp nhung hiêu, ở mỗi con hiêu thì nó có một cái hình dáng, có màu sắc và phía trong nó cũng hơi khác nhau, nó gần như không hoàn toàn giống nhau đâu mọi người ạ. Có cặp thì bên trong mình cắt non thì thái ra nó cũng ít huyết hơn, nó ít huyết, nó trắng hơn. Và có cặp thì ở bên trong khi mình thái ra như cặp này thì bên trong nó rất là nhiều huyết, nó rất đỏ. Thì nói chung là ở mỗi con nó có một cái màu sắc này, một cái kiểu khác nhau, chứ cái này mình không thể lý giải được. Thực ra bên em ấy, em chính thức là người nuôi, em cũng có cắt nhung non trước rồi, tức là em cũng có cắt mấy cặp nhung non rồi, và lúc thái mấy cặp nhung non đấy cũng nhìn quan sát thì nó gần như khác nhau, nó gần như không giống nhau nhiều đâu mọi người ạ. Và thường là những cái cặp non như này thì tất nhiên là cái phần rắn nó sẽ ít hơn thì người dùng sẽ dễ dùng hơn. Nhưng mà nói thật là phần đa những cái cặp nhung ấy mà cắt đủ ngày đúng ngày ấy thì cái lượng huyết của nó bao giờ em thấy cũng nhiều. Ít có cặp nào mà được như cái cặp này mọi người ạ.
Tức là nó hiếm, hiếm hiếm vì có những cái cặp cắt non ngày mà nó huyết nhiều như này. Đây là cái trường hợp nó hơi hơi đặc biệt một chút, nó hơi khác biệt một chút đấy nhá. Thì khi mọi người xem cái này, mọi người đừng nghĩ là cặp nào nó cũng như thế này, nó không giống nhau đâu ạ. Cái cặp này thì lượng huyết nó rất là nhiều. Nó non và nó rất là nhiều, chỉ có một cái mám đầu đầu khi mà mình cắt thì nó, khi mình cắt mình hơi mám vào cái chân đế một chút thì nó hơi cực rắn một chút thôi, chứ còn đâu nữa cả một cái cặp nhung này nó rất non. Và nếu như thu hoạch non như này thì nói thật, nếu như mà người chăn nuôi như mình thực sự không không muốn đâu, bởi vì nó rất là tội con hươu. Nó tội bởi vì mình cắt đủ ngày thì nó ok, nó chỉ đau ít hơn, đau đau ít thôi, nhưng mà nếu mà cắt như này nó đau đau rất là nhiều mọi người ạ. Đây thì có thể mọi người quan sát nhá. Đây là bây giờ cái phần thái đấy, thì mọi người có thể trực tiếp quan sát cái cảnh thái và mọi người cũng có thể biết được là cái cặp nhung này nó như nào. Bên cạnh đấy thì cái cặp nhung kia thì nó sẽ là cặp nhung rắn hơn, cặp nhung cắt đủ ngày đấy, mọi người nhìn nhá. Đây là cái cặp nhung mà thực sự nó rất là non, nhưng mà khi mình cắt xuống ấy thì vẫn mám một, chắc là phải một ly rắn, bởi vì là nó cắt mám vào sâu hơn vào cái phần chân gốc ấy. Nếu như mà những cặp nhung mà cắt đủ ngày ấy, cắt đủ ngày, cắt đúng ngày thì chắc chắn là nó sẽ có phần non và phần rắn. Cái phần rắn phía dưới ấy, thì thường là khi mà mình dùng dao thường để thái thì mình phải chẻ ra, chứ ít khi mình thái được. Cũng có thể cố mà thái được nhưng mà thái nó cũng hơi vất vả. Còn mình phải xác định là cái nhung mà lên đủ ngày đúng ngày theo đúng tiêu chuẩn để người ta thu hoạch được thì là những cái cặp nhung đấy. Có rất là nhiều người vì cũng chưa hiểu, chưa tìm hiểu về nhung hươu và chỉ xem những cái video người ta post lên trên mạng, mà người ta chỉ quay lúc người ta thái những cái phần non đấy. Phần non phía trên của chiếc nhung thì nó bao giờ nó cũng rất là non. Mình cầm con dao của bình thường của mình có thể thái rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà cái phần đấy là phần non thì nó rất dễ. Và khi nhìn những cái cảnh đấy thì mọi người cứ tưởng là nhung hươu nó phải là mềm, mềm, tất cả phải mềm như thế. Nhưng mà không phải mọi người nhá. Đấy là do cái người quay, người ta chỉ quay một cái phần ngọn thôi, chứ còn người ta không quay hết tất cả cái phần từ ngọn đến gốc. Cho nên là mình cứ nghĩ thế thôi ạ. Tí phía dưới đây lấy này, này thôi. một ly đấy là nó cứng ấy, chứ còn trên trên đấy nó mềm, thì mình cái phần này mình để mình ăn sau ấy. Khi người ta cắt thì đáng lý là người ta cắt vừa thì người ta lại cắt dở, người ta lại cắt hơi mám xuống từ đế, tức là cái xuống một tí thì thành thử nó bị mám cái đấy, nó bị cứng cứng cái phần này. Cái phần cặp này thái dao mình được. Thank you.
đằng sau bác phải mua cái cầm nhung lai cho con gái. Người ta tính là... anh cần thì lúc nào anh cần thì anh lấy xong rồi em anh Hiền anh thì lúc này là collagen tốt nhất này cho phụ nữ. Dạ, anh nhé. Bọn em đã sơ chế xong cái cặp nhung hiêu này các bác ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy trên cái từng lát nhung hiêu đấy là mọi người có thể phân biệt được nó cũng rất là đặc biệt. Nó cũng khác hẳn so với những cái cặp nhung hiêu bình thường mình thu hoạch đúng ngày. Nhưng mà cái trường hợp để có được những cặp nhung hiêu như này, màu sắc như này và nó cũng huyết nhiều như này thì cũng là khá hiếm mọi người ạ. Cũng thỉnh thoảng nó mới có thôi chứ còn bình thường cũng không phải tất cả đều giống như này. Đây là một cái cặp nhung hiêu là cực kỳ đặc biệt. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video. Em mong rằng là những cái chia sẻ của em từ trước nay ấy, thì sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhung hiêu và biết phân biệt được rõ hơn để biết khi mình cần mua những cái loại nhung hiêu như nào thì nó cũng sẽ có một mức giá tương xứng như thế.
qua đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình, lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những vị khách quý đã tin dùng sản phẩm của bên em. Em kính chúc tất cả mọi người cùng gia đình một năm mới vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, đặc biệt là luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.